cần sự động viên. À, rồi gì nữa? Khơi gợi, người này ít nói lắm, làm sao mình biết được thì họ nghĩ gì? À, chúng ta phải là người chủ động khơi gợi với cái người S này. Nên người S á, mà muốn yêu ai đó, phải không? Phải cực kỳ chủ động tới chứ. À, không thể nào mà tự đi nói điều đó. À, nên người S mà dễ cô đơn coi chừng đó nha. Rồi, và họ tránh cái gì? Tránh áp đặt họ. Đừng có ép họ quá các anh chị. À, họ rất nhạy cảm. Còn người C, chính xác, làm việc bên này là chính xác nha, dẫn dứt cụ thể nha, phải logic nha, rồi gì nữa? Có hệ thống. Các anh chị phải thật cho họ thấy sự chuyên nghiệp, chuẩn mực của các anh chị. Họ chọn người tư vấn hoặc là cái người quản lý là phải có điều đó. Và tránh cái gì? Tránh mơ hồ. Phải rõ ràng nha, chân thật. Thì đó là cái bài buổi sáng đúng không? Nhận biết ứng biên và phân tích ứng biên. Vậy thì khi mà chúng ta áp dụng cái cách mà chúng ta thu hút ứng viên thì các chị thấy nè, nếu mà trong bán hàng nha, để bán được cái sản phẩm, có phải là chúng ta cũng xác định nhu cầu không? Chúng ta cũng khơi gợi nhu cầu không? Và quan trọng hơn, có phải là chúng ta phải đốt cháy được cái động cơ mua hàng của khách hàng tiềm năng không? Ví dụ từ đốt cháy có nghĩa là phải làm cho họ muốn lắm rồi đó, thì họ mới sẵn sàng chi tiền và họ ký hợp đồng với mình, phải không? Trong tư vấn bán hàng đó, phải trong tuyển dụng cũng vậy các anh chị. Để bán được một cái cơ hội nghề nghiệp thì chúng ta cũng phải làm gì với ứng viên? Cũng phải xác định được nhu cầu của họ, cũng phải khơi gợi được nhu cầu của họ, và phải gì ạ? Đốt cháy được cái động cơ mua nghề nghiệp mới của họ. Động cơ mua nghề nghiệp mới của họ. Và động cơ mua nghề này đó chính là hãy cho họ biết lý do tại sao họ phải đổi việc, phải không? Động cơ mua nghề mới chính là cho họ biết lý do tại sao tôi phải đổi việc, tại sao tôi phải đổi nghề. Vậy thì trong quá trình các chị đi tuyển dụng nè, các chị thấy người ứng viên họ thường có những cái lý do gì để có thể thay đổi một công việc? Thật là gì ạ? À, thu nhập không có xứng đáng, ít quá mà họ muốn thay đổi thu nhập là vì tiền đúng không? Rồi gì nữa? Môi trường là vì rồi gì nữa? Thời gian, văn hóa, rất là nhiều thứ. Có phải đây chính là một số cái động cơ để người ta thôi việc bởi vì cái công việc hiện tại không đáp ứng được không? Không thỏa mãn được phải không? Các chị có để ý không? Họ có thể đổi việc vì tiền, họ có thể đổi việc vì chức, vì danh, vì quyền, họ có thể đổi việc vì môi trường, vì cơ hội thăng tiến, họ có thể đổi việc vì tình cảm, có không? Họ có thể đổi việc vì lợi ích, có không? Tất cả rất là nhiều thứ. Đây chính là cái động cơ mà người ta có thể đổi việc bởi vì cái công việc hiện tại không đáp ứng được. Không phải cái là chúng ta đi tìm không? Làm sao mà chúng ta thấy được điều đó, phải không? Chúng ta phải xác định được điều đó, phải không? Và chúng ta đã phải khơi gợi, đúng không? Nhưng cái chuyện mà chúng ta đốt cháy lên á, để họ đưa ra một cái quyết định có đi theo mình hay không, thì các anh chị thấy thật sự bán cơ hội nghề nghiệp theo DISC nó là một cái công cụ khá là tuyệt vời rồi. Bởi vì chúng ta sẽ nắm được cái điều mà họ quan tâm là gì. Nhưng đủ chưa? Nói tới đó là biết chưa đủ phải không? Trong buổi chiều ngày hôm nay, nhưng sẽ cùng với các anh chị tìm hiểu thêm một cái bí quyết nữa có thể thu hút người ứng viên của mình, không chỉ qua DISC, mà cái bí quyết này sẽ giúp cho các anh chị thể hiện một cái sức mạnh, một cái sức mạnh về mặt tâm lý luôn. Đó chính là công cụ theo inside. Inside là gì? Bên trong. Và họ phải khắc cốt ghi tâm những điều các anh chị nói. Nghe không? Ghê quá. Inside. The IC là chúng ta mới phân tích thôi, chúng ta mới hiểu ngưỡng viên thôi. Nhưng mà nói đâu phải là ai nói cái gì họ cũng để ý, các anh chị cũng nhớ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái công cụ mới trong tuyển dụng
đó chính là insight, khắc cốt ghi tâm và để lại một cái nhìn sâu sắc trong lòng, trong tâm trí của người của mình. Thế nào? Thế mới học tiếp ha. Rồi, bây giờ các anh chị thử nhìn cái hình ở trên này nhé. Theo các anh chị, đây là một cái hình âm bản. Cái này nó không có màu sắc. Thường thường mình chụp hình xong mình có cái chế độ âm bản á, các chị có biết không? Nó chỉ trắng đen thôi. Thì các chị nhìn thử, đây là hình gì ta? Các chị có nhìn ra đây là hình gì không? Một gương mặt của người đàn ông, phân nửa. Ai nhìn thấy hình này hình gì nữa? Một người đang đội nó. Một người đó đang lái xe ô tô, thấy ghê không? Một bức hình quá trời kết quả luôn. Rồi gì nữa? Các chị nhìn ra hình gì? Không thấy gì hết. Cái hình tên trần quần gì không thấy gì? Con mèo hay con chó? Thấy gì chị Hương? Đây là hình âm bản rồi. Các chị có đoán được cái hình này nó thể cái gì không? Hay là hình của ai đó hay là cái gì không? Sóng nước, sóng bụi, giống như cái đợt sóng không? Và đây là kết quả. Các chị thấy không? Tâm trí của chúng ta tưởng tượng ghê không? Có một bức hình thôi mà mỗi người tưởng tượng theo cách khác nhau, theo cái tâm trí của mình. Nhưng thực tế đây là hình một cái chú chó. Các chị nhìn cái chú chó này dễ thương không? Dễ thương, nó đang đội cái nón đúng không? Theo các chị, chú chó này đang làm gì á? Ngủ. Có thiệt là ngủ không? Nhiều khi nhắm mắt vẫn phải ngủ sao? Có thể ra suy nghĩ. Rồi gì nữa? Chạy nước chảy. Ủa, anh thấy nước chảy luôn hả? Trời ơi, sao Đức thấy hay vậy? Cái giống này có nghĩa là anh thông chuỗi những cái kinh nghiệm mà anh có về cái giống chó này đúng không? Hay chạy nước chảy, cái mỏ nó móng móng nè. Nhìn giống chiến tài ha. Rồi cái gì nữa? Cái chú chó này theo các chị nó mập hay nó ốm nhỉ? Mập. Sao biết nó mập? Mập lắm. Mập nó nào không? Và theo các chị chú chó này nó dữ hay nó hiền nhỉ? Hiền. Sao biết nó hiền? Em có con. Em có con, lại con nào giống này cũng hiền nữa hả? Hiền. Vậy hả? Nhưng mà nó rất là thông minh. Nó rất là thông minh luôn. Có nghĩa là con nào cũng thông minh, thuộc giống này là con nào cũng thông minh. Nó thông minh với lại nhìn nó xấu xấu vậy chứ nó dễ thương à. Vậy thì nhìn lại coi, các chị nhìn ra hình này hình gì? Cái hình này hình gì? Có đang không? Nhìn lại coi nó là gì. Em thấy hai người đang đối đầu nhau lắm, hai một mặt đang đối đầu. Thực tế các anh chị thấy rằng là gì? Khi mà một cái bức hình nó sẽ cho người ta có khá nhiều sự tưởng tượng đúng không các anh chị? Nhưng cái hình mà các chị muốn họ nhìn là gì? Hình bên này là con chó. Cái mà các anh chị muốn họ ghi nhận cái hình này là gì? Là con chó. Và cái điều mà các chị phải làm là cho dù họ tưởng tượng cái gì đi không biết thì các anh chị phải đóng đinh vào họ là gì? Đây là con chó. Được chưa? Nhắc lại nha. Có nghĩa là khi mà các chị đưa ra rất là nhiều bức tranh hoặc là khi các chị nói chuyện với ứng viên, họ có thể mông lung lắm, họ có thể mơ hồ lắm. Được chưa? Họ có thể mơ hồ về nhiều thứ, về tương lai của họ, về sự nghiệp của họ. Nhưng khi mà các anh chị gặp họ thì các anh chị phải đóng đinh cho họ bằng một hình ảnh.
một hình ảnh cụ thể. Có nghĩa là các anh chị muốn nói đó là chó, thì các anh chị phải cho họ thấy đây là con chó, được chưa? Và các anh chị làm sao phải đóng đinh vào đầu họ đây là con chó. Thì đây chính là cái bí quyết, đó là sức mạnh tâm lý thị giác của insight. Làm sao các anh chị phải đóng đinh được vào đầu của người ứng viên của mình cái hình ảnh mà các anh chị muốn truyền tải với họ. Thì đây chính là sức mạnh tâm lý của thị giác. Và các chị sẽ làm cho họ lúc nào cũng nhìn thấy cái hình ảnh đó hết. Hình ảnh đó luôn luôn trong tâm trí của họ. Cái luôn luôn là đó là cái hình ảnh đó, là cái hình ảnh đó, là cái hình ảnh đó, là cái hình ảnh đó. Và nó đi lặp lại để lúc nào họ cũng nghĩ về cái điều đó. Thì đó chính là insight. Được chưa? À, dẫn họ về một điều mà các chị muốn thôi. Vậy thì ở đây, nếu họ quan tâm đến thu nhập, họ quan tâm đến thăng tiến. Hồi nãy mình biết từng nhóm người họ sẽ quan tâm cái gì đúng không? Nếu họ quan tâm đến du lịch, họ đến quan tâm đến tính nhân văn của nghề, hoặc là phát triển bản thân, hoặc là đóng góp cho cộng đồng, là các thứ có rất nhiều yếu tố để họ lựa chọn. Nhưng cái khác biệt của các anh chị so với những cái người tuyển dụng khác không phải là lại đi nói về những cái này, mà các anh chị hãy dùng một hình ảnh đóng đinh họ. Ví dụ họ đang quan tâm về tiền đúng không? Họ quan tâm về thu nhập, thì các anh chị phải biến nó bằng một hình ảnh, một câu nói, một cái thông điệp mà họ chỉ nhớ cái điều đó thôi. Nhớ điều đó thôi. Như ví dụ ha, khi nói về thu nhập, các anh chị có thể có những cái câu mà chị thấy các anh chị nói rất là hay. 30 năm qua người khác đã quyết định thu nhập của bạn, vậy thì bây giờ bạn hãy tự quyết định đấy. Đó cũng là một cái insight. Tức là các anh chị phải làm cho họ, thay vì cái chữ thu nhập thì nó phải là có một cái câu nói gì nó đóng đinh vào đầu họ, nó phải tạo một cái ấn tượng mạnh để họ lúc nào cũng suy nghĩ về điều này. Thấy không? Rồi, chúng ta sẽ có một cái bài tập nhóm, 4 nhóm với từng cái yếu tố này. Các anh chị thường thảo luận với nhau, mình sẽ dùng một cái câu nói gì đây, một cái hình ảnh gì đây, một cái thông điệp gì đây, ngắn gọn thôi các anh chị, ngắn gọn và xúc tích thôi, để chúng ta nghĩ rằng cái điều này có thể tạo ấn tượng, có thể kim vào đầu ứng viên và họ phải luôn luôn nhớ cái điều này khi mà mình nói với họ. Được chưa? Chúng ta sẽ có 5 phút cho các 5 phút đến có 10 phút cho các nhóm. Với từng cái tiêu chí ở đây, các chị hãy chọn ra một hình ảnh, một cái thông điệp nào đó mà các chị nghĩ rằng nó có thể để lại một cái ấn tượng sâu sắc đối với ứng viên của mình. Rồi, 10 phút bắt đầu. Thấy là các chị đang làm rất tốt cái việc này. Thật là liên quan ví dụ để coi.